ăn chim ghẹ. Anh này đứng quạt. Hả? À, chị cơm em ra con bữa giờ mò chăng chờ. Đây thì có mè, có thịt gà. Có bún chim chăn. Chị cứ hỏi xưa nè. Xúc xích. Chị cơ vô làm à? Nè. Đây cái bùi là. Chị 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 cơ hi hữu treo quả sáng hi hữu treo thầm anh hơi gì xưa. Chị bùi treo là. Ủa, chị cơ. Nè, nè chị cơ nè. Đây là chả bò, chả cá, bảo luôn. Bây giờ mà kì mà run thôi nó bên xài đi. Ôi giỏi quá, tự nước luôn.